Xin chào anh em nhé. Thì đây là một cái cây hàn kiếm. Đây một cây hàn kiếm nha anh em nhé, thép gập. Đây. Thì hơi tối một chút, anh em thông cảm. Đây, mình quay cho anh em xem cái phần lưỡi nhé. Cái video này mình làm sẽ rất là ngắn thôi, chỉ có xem qua cho anh em xem qua thôi. Cái lưỡi của nó là lưỡi bát diện nha anh em nhé, lưỡi của nó là lưỡi bát diện, hai lưỡi mũi nhọn, lưỡi là đã mài rồi, lưỡi đã mài sắc rồi. Đây cái phần lưỡi của nó. Đây phần tay cầm nhá. Hơi tối một chút anh em ạ. Có gì anh em thông cảm. Cái cây này có chiều dài là 107 cm. Mình nhớ là nó nặng khoảng hơn 2 cân một chút. Nó nặng khoảng hơn 2 cân một chút. Khoảng 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 2 cân gì đấy. Đấy thì giá hiện tại bây giờ của nó đang là giá của nó là giá 3 triệu nha anh em nhé. Đấy, vỏ thì vỏ gỗ, anh em nào lấy thì nhắn tin trực tiếp vào mình. Đấy. Rồi, xin chào tất cả anh em.